Hello, xin chào cả nhà, đã quay lại với kênh chuyên mua bán âm thanh nhạc cụ, nhạc cụ Roland Thiên Tài Bình Thuận. À, trước mặt của anh chị đây là những sản phẩm mà bên em đã cập nhật về tại shop để phục vụ quý anh chị em xa gần khi chúng ta có nhu cầu sử dụng những sản phẩm nhạc cụ, âm nhạc cũng như là âm thanh từ âm thanh loa đài cho tới nhạc cụ trống đàn thì bên shop em có đầy đủ. Anh chị em sao gần nào mà chúng ta có nhu cầu sử dụng những sản phẩm nào đó, anh chị vừa lòng hotline 0386 282 707, địa chỉ của shop Tân Lập Hàm, Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. À, cảm ơn anh chị em sao gần, luôn tin tưởng, tin dùng các mặt hàng từ sớm nhà cụ Roland Thiên Tài của em rất là nhiều. À, mọi nhu cầu, mọi thắc mắc, anh chị có thể hotline cũng như là địa chỉ em vừa nêu trên để anh chị chúng ta cùng xem và tham khảo qua những sản phẩm bên em đang kinh doanh cũng như là đang có sẵn tại shop Đấy. từ loa đài cho tới âm thanh mixer bên shop đều có đầy đủ hết nha anh chị nha anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu sử dụng những sản phẩm nào thì cứ inbox để bên em tư vấn cũng như là sẽ nhiệt tình trả lời những tin nhắn thân yêu thương của anh chị đã dành tặng cho bên em Mà mixer thì bên em có một trời mixer nha à, trống thì cũng à, một shop trống anh chị nào mà quan tâm tới à, những sản phẩm nào đó cứ inbox cho bên shop thì bên shop sẽ có những sản phẩm vụ của anh chị từ âm thanh cho tới loa đài trống đều có đầy đủ nha anh chị nha đó chống thì nguyên một shop nha anh chị nha anh chị có thể đến tổng shop để chúng ta trải nghiệm những uh, sản phẩm chống điện tử ro lành cũng như là chống ra của shop em Đây, bên shop có bán lo kéo cũng như là lo chuyên về karaoke micro sao cạc đầy đủ nha anh chị nha đó sao cạc và mixer thì bên shop em có đầy đủ micro không dây micro điện tử cũng như là sao cạc để chúng ta hát chuyên thu âm live stream anh chị nào quan tâm tới sản phẩm nào thì cứ Nhắn tin cho em, bên em sẽ nhiệt tình nha, nhiệt tình trả lời những tin nhắn của anh chị Rồi, tiếp theo thì có chống gõ bo nữa nè anh chị Đó. À, Những sản phẩm nhỏ nhẹ thì bên em sẽ ship code cho quý anh chị em xa gần bên em chuyên về các mặt hàng của nhà bên shop em chuyên về các mặt hàng nhạc cụ đầy đủ và phong phú các mặt mặt hàng sản phẩm về nhạc cụ luôn nha anh chị bên em là chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan tới âm nhạc Đây là một vòng uh, chi tiết về sản phẩm của SHOP à, Những sản phẩm được trưng bày tại SHOP đều là có sẵn hết Anh chị mà chúng ta yêu thích uh, chống gõ bo Hoặc là yêu thích KH, à, thu âm mà chúng ta muốn không có tập âm thì uh, chúng ta sẽ sử dụng uh, sao kẹt để chúng ta thu âm sử dụng sao cạc thì uh, khi chúng ta hát khi chúng ta thu thì nó sẽ không có tập âm nha anh chị nha thu vào rất là hay uh, sao cạc thì chúng ta dùng để hát thu âm này, hát live stream hát cho hướng đối phương cùng nghe mixer thì bên em có mixer từ new cho tới light new anh chị nào mà chúng ta có quan tâm tới những dòng sản phẩm mixer nào đó thì cứ inbox ngoài ra còn có chống cây dông chống cây dông về nhạc cụ thì có đủ chuyên môn luôn nha anh chị nha Đây, chống rất là nhiều đàn piano piano cơ cao quay từ piano cơ cho tới piano điện thì bên shop có đầy đủ luôn nha anh chị nha đây piano Roland DB 90 SE đây là piano điện ha à, phụ kiện linh kiện à, dây rắc à, cũng có đầy đủ À, dây đàn dây dây đàn guitar dây đàn thùng dây đàn guitar bass à, về chống Roland thì bên shop có đầy đủ thông số về các uh, sản phẩm của Roland luôn nha anh chị nha từ các uh, set option chống uh, cao cấp cho đến các uh, set chống vừa tầm chi phí thì uh, phụ thuộc vào nhu cầu của anh chị sử dụng uh, anh chị mà chúng ta có nhu cầu sử dụng các sản phẩm như thế nào thì anh chị cứ uh, liên hệ để chúng ta để bên em có cơ hội được phục vụ với anh chị xa gần về những mức tầm giá chi phí mà anh chị chúng ta quan tâm TD1, TD02, TD4KP thì rất là vừa chi phí nha anh chị nha đây đây là set Roland TD4KP đã được nâng cấp cũng như là tùy chỉnh cái mặt vibrat mà cái mặt vibrat snake để chúng ta chơi được uh, tiếng stick Tiếng cạnh Hẹn gặp lại anh chị em uh, trong những uh, video review về các sản phẩm tại shop tiếp theo à, Mọi nhu cầu, mọi thắc mắc, anh chị vui lòng hotline 0386 282 707 Địa chỉ của shop Tân Lập Hàm, Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận mời anh chị em xa gần chúng ta đến shop để trải nghiệm các uh, sản phẩm uh, được trưng bày tại shop của em uh, một video tiếp theo uh, thì sẽ có những uh, sản phẩm mới hơn cũng như là những sản phẩm uh, phong phú hơn để phục vụ theo mọi nhu cầu của quý anh chị nha uh, mọi nhu cầu mọi thắc mắc anh chị cứ hotline trong gì uh, uh, trong video em đã nêu trên thì anh chị cứ inbox hoặc là hotline theo số điện thoại cũng như là địa chỉ em đã có nêu trong video. Hẹn gặp lại anh chị em trong những video lần tới. Chúc tất cả của anh chị có những buổi xem clip thật vui vẻ và hạnh phúc. Mọi nhu cầu, mọi thắc mắc anh chị cứ liên hệ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.